tiếng miền nó kêu chú Thảo nói cái khác chú Phong Sang, khác Phong Sang là cái tỉnh đó con. Dạ, khác Phong Sang. Những nó qua buồn con ơi. Nghèo. Đi sao con? Bơi xuồng quá hả? Thôi gớt xuống dưới là tiêu luôn. Kính thưa cô bác quý anh chị, tiếp tục hành trình của mình trong cái làng, cái xóm Việt Kiều Campuchia Hồi Hương. Thì Bùi Hồ cùng với lại em Lê Nguyễn sẽ đi thăm qua một qua đây thăm một bà cụ này. Bà cụ sống với một người cháu hả con? Dạ, sống với thằng nhỏ mà mấy tuổi vậy chú ơi. Chú qua đó đi, chú bao xuồng, chú quốc bà cụ qua cho chú. Không, để con đi qua bên bà cụ luôn. Chú đi cái cầu không được. Con đi chiếc xuồng với cô qua cụ được không? Được không? Được đi, chú đi xuồng được không? Dạ được. Được, xuống xuồng đi. Xuồng nào bố? Xuồng đó chú. Chú đi. Đi, xuống đi chơi. Ây da. Ây da. Chú muốn đi xuồng á. Đi xuồng. Dạ, con. Chú đưa đây, tôi cầm cho. Trời, không có sao đâu mà. Không cái có sao đâu. Vẫn băng mà. Con biết lỗi. Xuống. Xuồng nào, xuồng bên kia hả? Dạ. Xuồng này hả? Cái xuồng đó nó trong dép để cô chú thấy không? Dạ không, con để trên kia. Rồi. Đây nha cô. Dạ. Cái phương tiện mà di chuyển duy nhất giữa các hộ trên đây đó là chiếc xuồng. Và chiếc xuồng này đó chính là cái phương tiện mưu sinh của các cô chú ở đây. Đó là một cái chiếc xuồng nhỏ xíu và hàng ngày phải nhặt những cái phế liệu như thế này. Chiếc xuồng nhỏ này hả cô? Cái xuồng bên cạnh đó, xuồng bên cạnh đó. Chú ơi, từ từ chú. Chiếc xuồng. Chiếc xuồng này hả cô? Xuồng này nè. Xuồng này nè, xuồng đó nhỏ xíu à, chú mời xuống đó đi. Dạ con xuống đây ha. Dạ. Chú bơi bơi được không? Được rồi. Chú bước cho chuẩn chuẩn ở trong cái gan như chú chạy xe vậy đó. Dạ. Con đi xuồng được. Đi chú, đi không? Đi xuống. Con không có sao đâu. Không ấy thì có gì em rớt xuống sông. Đi chơi đi vô ít mà ấy mà. Đi xuống đây nè, bé đi ra là cho chú xuống nè con. Rồi, chú xuống đi. Đi Noel, em đi ông Noel, không sao. Ờ trời ơi. Đó, vô trong đó ngồi đi, tao bơi cho đi. Mấy chú ăn trong nước. Con thì sống sông nước quen rồi. Chào anh Noel. Cô ở lại giữ bé ha. Dạ. Xích dự, xích ra sao em Lê Nguyễn? Đó, sợi dây đó. Em xích ra sao? Đâu sao máy không? Ở đây là mình thường bơi chiếc xuồng này để mình đi lượm ve chai như thế này hả cô? Đúng rồi. Có là trong anh của sở. Không đâu. Đây là một cái dòng sông mà hiện nay thì mọi người có thể cảm nhận được nước ở đây á, nó chuyển sang một màu đen gần giống như là màu cà phê luôn á. Màu đen cà phê. Đúng màu gọi là nhất xe, nhất xăng. Đúng rồi. Đúng rồi. Giống màu xanh. Giống màu nhớt á cô. Còn đen nữa, trời nó đen chú không thấy luôn, cái này vậy là đỡ lắm rồi đó. Ừ. Lúc trước là cô tắm, cô sử dụng nước này để mà dạ, tắm rửa ha. Giặt đồ đồ cũng có nhảy xong tắm rồi đàn ông á chú. Nhảy xong tắm luôn. Dạ nhảy xong luôn. Bình thường luôn. Tắm xong rồi mới lên xấu nước trên lợ. Có đứng được không? Dạ được, chú đứng đi. Bình thường. Có nhiều cô chú anh chị nói rằng á là không ngờ giữa một cái Sài Gòn phồn hoa đô thị như thế này lại có những cái cô chú lại sống trong một cái khu mà cực kỳ ẩm thấp như thế này. Đây là cái chiếc phao này cô di chuyển đó hả? Ở bên đó là rau ngổ gì cô? À, rau ngổ chú. À, mình trồng để mình bán hả? Dạ. Trồng nó bán, bẻ ăn cũng được. Còn cụ nào hôm trước nói với con là hái rau muống? Cụ bên đó, cụ bên ghe bển hái rau muống. Bên ghe bên kia nữa hả? Dạ, ở bên ghe nhỏ, mới có bà ở nhà mà bà đi hái rau không biết nữa. Đi hái rau ở gần đây không cô? Dạ, không biết nữa, bà đi tùm lum hết trơn á chú ơi. Rồi. Con chào dạ, cụ. Rồi dạ. Leo lên đó đi chú, bước lên đó. Leo lên con. Cụ sống với ai? Trời ơi, cụ sống ngay đâu cụ, con đừng có hỏi cô đọc là có nhà khổ ở có hai ba bà cháu. Bà cháu đó, cháu. Chào ngoại nha.
bữa trước là đến đây ngoại còn khỏe này, xong rồi đi lên lên lầu ra ra dạ, để con chào lên ạ. Thấy vậy có thấy đường đâu các con ơi, nói các con thương đi, có thấy đường đâu con ơi. Không thấy đường đâu, con biết thì sao mà không thấy đường đâu. Ừ, bà ở chạy cái gì vậy? Dạ bà nói đi cụ. Cụ năm nay là bao nhiêu rồi? Thôi con cụ lớn tuổi lắm rồi, đâu có nhỏ cụ. Tuổi thìn chắc cái 100 tuổi rồi. Tuổi thìn hả cụ? Thìn lớn đó, tuổi gồng gồng lớn đó. Dạ. Ơn trên đội cho các con đi ăn dầu dào sức khỏe năng con. Dạ. Năm cũ bữa qua năm mới cho con dầu dào sức khỏe. Bà đuôi bà có thấy đường đâu con ha. Dạ dạ cụ. Ơn trên đội các con. Cô gần có 100 tuổi rồi. Đã 100 tuổi rồi, bà lại 101 tuổi rồi. 101 tuổi. 101 tuổi rồi. Con thấy nhà nghèo nè, con coi nè, đi mót lúa không nè. Nè, con thấy tay chân bà. Dạ. Đi mót lúa nuôi cháu nuôi con không à con à. Nè, giờ mình khổ con nó cũng nghèo thấy không? Nghèo, mang ơn các con lắm. Độ các con dồi dào sức khỏe ăn con. Dạ dạ đấy đấy cụ dạ. Thầy cụ ở đây cụ sống ngoài sống với ai? Rồi hai ba đứa con nít. Hai ba đứa cháu. Ba ông đứa lần bốn đứa nhỏ 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 không hiểu. Đâu rồi cụ? Nó đi lên như kia người ta mượn đi chơi rồi nhỏ 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 vậy nè. Cha mẹ chết hết rồi con trên miên đó. Nhưng xuống đây. Cụ là trên miên. Bà ở trên miên mà con biết ở đâu không? Ở Dũng, ở Dũng. À ở Dũng. Ở Dũng Sài Năng biết không? Dũng Sài Năng. À tiếng miên nó kêu. Cái khái cục bông năng ha, cái khái là cái tỉnh đó ha con, tỉnh Dũng ha con. Dạ. Tỉnh Dũng. Con thấy nè, bạn nuôi con nè, con dòm tay chân bà nè. Cụ có mấy người con cụ? Ôi đừng hỏi con gái 5 đứa. 5 đứa con gái. Anh nó nghèo khổ nó quá rồi bà, nhờ bà không nghĩ gì thôi. Nghĩ cho nó mạnh giỏi được rồi con ha, phải không con? Dạ. Nghĩ mạnh giỏi rồi con xuống thăm cụ đây nữa nha. À cụ cầu chúc cho con dồi dào sức khỏe ha con. Dạ con cảm ơn cụ. Trong 100 tuổi gia đình hết. Dạ. Trước nữa cha mẹ của mình ha. Sau này vợ con cháu của mình phải không? Dồi dào sức khỏe hết. Cụ ở tỉnh Dũng là về đây lâu chưa? Lâu rồi con ơi, về đây buồn quá con. Bà buồn quá, bây giờ con cái nó nghèo khổ với cho con. À, nè, bà buồn bà đi lên bờ nó hiện cho con bị buồn bà buồn bà không có xin con nó nghèo phải không bà không xin bà lên bờ bà ngồi bà buồn ngồi đi nổi con ơi buồn lắm nè con thấy gì mà là con coi tay sao cô buồn cô kể con nghe chứ buồn mình nghèo mình khổ con thấy không rồi con cái nó cũng nghèo nó còn không để đi tao xin mày ha tao xin con bà không có bà đi lên bờ thấy không con bà xin con nó thiệt nha bà cầu chúc cho con dồi dào sức khỏe thấy không ăn phát đạt hay không con? Dạ cô cho con hỏi cái nha. Cô cho con hỏi nè. Là cụ ở tỉnh Dũng là về lại Việt Nam này hồi năm nào? Thôi lâu lắm rồi con ơi, hồi năm mà con biết hồi năm nào. Hồi năm mà miên đỏ nó lùa nó giết đó bây giờ đó. Năm 78. À không biết mấy bà bây giờ không nhớ con ơi, hết nhớ rồi. Sống được đây là mừng dữ lắm nè con. Lúc đó là cụ về ngoại về với ông ngoại hay sao? Trời ơi bây giờ ông ngoại hiện bây giờ nè ông chết lâu rồi và bây giờ ông bây giờ ông về xác ông cứu dân độ thế hiện bây giờ đây nè ở tại Lê Minh Xuân mình đó đường Lê Minh Xuân đó nội bệnh không vậy con nội bệnh không gì nè bệnh lớn nhỏ gì tại là ông cũng cứu hết có Phật có Chúa độ ha ông cứu hết trơn bây giờ ông ở chỗ bây giờ nữa nè và bà buồn nghe mình làm phước á thì có Phật chứng cho mình phải không con. Ông ở vui chồng ông ở với con với cháu hả người ta đem để cho tiền á nó thiệt với con đó hả không biết bao nhiêu đâu dễ vậy bao nhiêu con đó nó ăn hết trơn bà buồn lắm bà nói từ nào đến giờ mình từng làm phước bà ở trên miền tiếng miền nó kêu cái khác cái bông xanh khác bông xanh là cái tỉnh đó con dạ khác bông xanh Dũng bà buồn con ơi nghèo khổ lắm bà buồn bà khóc biết bao nhiêu nói con ơi con xuống đây con thăm bà đây bà cầu nguyện cho con ha dạ. Trước nữa con dồi dào sức khỏe nó nữa cha mẹ của mình ha con cha mẹ của mình với con cháu của mình ha vợ con gì dồi dào sức khỏe hết nha con. Cụ cho con hỏi nè lúc mà cụ ở tỉnh Dũng cụ làm cái công việc gì? Thôi con ơi cũng đi cắt lúa mướn ha không đi cắt lúa đó đi cắt lúa mướn đi mần mướn không à chứ mần đâu có cái gì đâu mà sống đâu con đi dạ. Mần mướn không đi cắt lúa mướn hùng nữa hai ba người cắt công hai ba người cắt công ha không gì chứ bằng cái gì có bằng cái gì đâu mà được con bây giờ ở trên bây giờ nó cũng khổ nó không phải dễ đâu con bà sống được đây cũng nhờ ơn trên đậu năng hợp cấp miên đỏ nó lùa đó con không biết không 245 gia đình cấp cái gì chạy tránh lùa vô đó
thôi con biết bà cũng sống cũng nhờ ở trên độ bà nó con ba giờ còn có ba gia đình nữa là ba giờ mà tiếng miệng nói chuyện bà nghe được phải không con, nó hỏi vậy chứ còn mai cụi xa cái miền nó giết rồi đó nó nâu bay cụi xa là ba gia đình phải không, con biết nghe nói không con, ơn trên độ mãi nha con à. Cái bà gái cái nó còn nó nói còn mấy gia đình này cái cô cũng miên nữa mấy miên nữa cái nó nói ba nhà mấy gia đình này còn ở đây tao lãnh hết, thằng miên nó biết không à. Tao lãnh hết rồi nó mới hỏi là gì nè, nó mới hỏi tại sao mày người miên người, bà này người Việt Nam à, nó không phải kêu người Việt Nam, nó kêu à Vinh là thằng anh Nam, nó không phải kêu như giải phóng mình bây giờ bom của Việt Nam đâu ha, nó kêu vậy không còn bác mày còn sống nữa hả, ổng còn sống ổng nghe kêu à Vinh cái ổng nóng lắm rồi phải không, già ổng nóng lắm, nó kêu thằng anh Nam phải không, nó kêu thằng anh Nam à Vinh thằng anh Nam, còn kêu theo hiện mình bây giờ bọn bộ Việt Nam là kêu theo giải phóng mình mấy ông con, nó kêu vậy còn bác mày ổng còn sống hả, ổng nghe nói kêu à Vinh một cái rồi hả máu ổng muốn lên rồi phải không, năm năn nỉ ổng kêu nó thôi bây giờ ông bỏ thì ổng kệ, nó kêu à Vinh là gì nó kêu kệ nó đi phải không, miễn cho mình sống được rồi ổng còn có ba gia đình nữa hả, chiều ba vậy 240 mấy gia đình mà giết hết trơn còn có ba gia đình nữa con, thì bác cũng nhờ miên cứu, nhưng cái thằng nó cũng nhỏ mà là hồi đó nó đi bạn cho bác đâu có biết phải không, cái chừng nó nói cho tao xin lãnh mấy gia đình còn mấy gia đình, nó hỏi tao còn ba gia đình đâu bay cụi xa là ba gia đình ha con, cái nó nói gì nó nói à mày cho tao tình yêu hết, nó nói với thằng giết đó phải không, mày cho tao tình yêu hết rồi cho lãnh lợi đó phải không, cái mới hỏi gì nó hỏi cho mày kia à Vinh mới hành tình đi à, nó nói Vinh này á là Vinh Minh Chiết là người có cái đức thấy không con, nó nói vậy bà nghe được mà bà không có trả lời biết không con, cái nói vậy nó cũng nhờ Phật độ con biết sống gì nữa con à. Bà theo nói tuổi của bà tuổi thịnh lắm rồi, dạ rồi bây giờ cụ làm cái con của cụ lớn chưa, làm cái công việc gì để nuôi cụ, trời có ai đâu nuôi đâu con ơi, ai con có mà nó cũng nghèo quá rồi con à, dạ mà nói ơn trên bà không dám nói vàng nói vàng bà mang tội con à thấy không con, bà không dám nói vàng bà không có, bà không dám xin con cũng nghèo thấy không con, dạ anh xin con không có, bà liên bà phải xin cô bác ta cũng giúp đỡ cho bà, dạ vậy chứ cũng như con thường ngày con gặp bà con không bỏ bà đâu, dạ bà không có lúc nãy con có gỡ sữa với lại một số đồ dùng cho cô bên kia à, lát nữa cô bên kia sẽ đưa gửi cho cụ nha, cô bên kia nó còn giữ cho cụ có gà bệnh chứ gì, dạ dạ gà dạ, có nít nhỏ đó, dạ dạ gà nó biết gà nào vậy, cũng con cháu không à, dạ trên đầu con giàu giàu, dạ dạ nên con mạnh giỏi, cô ơi dạ. Cụ này biết tiền không, cụ biết tiền không, dạ biết biết hả, dạ dạ ơn con hãy chứ con ơi cụ rồi rồi cụ này nấu ăn sao hả cô, à, nếu như ba ở đây thì như mình có gì mình cho ba ăn chứ ba có gì cho có thấy đường nó mà nấu có nấu đường gì đâu con ơi, có thấy đường con ơi, con nói chuyện là bà nghe ra được đấy không chứ, dạ. Con không có thấy bà không có thấy con đâu, con dạ. Nói chuyện là bà nghe được chứ bà không có thấy con đâu, cho anh đậu cho các con giàu giàu sức khỏe đi nha con, dạ. Cho gia đình con cháu cha mẹ vợ con gì mạnh giỏi hết tất cả hết, không phải thường ngày bà niệm Phật đây bà sống mình bà đâu con à, giấy cho tất cả hết nha con, dạ. Nhiều mạnh giỏi hết đi con à, bà vậy đó bởi cho nên bà đó hả con, miên đỏ nó lùi vô còn cái gì có ba giờ này nó giết hết rồi con à, dạ. Ơn trên cũng độ bà, ừ. Cũng miên với miên với nhau mà nó còn nói, nó nói còn nó hỏi còn mấy gia đình 240 mấy gia đình mà nó giết hết 200 mấy rồi còn có ba gia đình 3-4 gia đình à, cái nó mới hỏi tao, nó hỏi còn bao nhiêu gia đình, nó hỏi tiếng miên á, dạ. Nó mang cụi xà nữa, tao biết tiếng miên cái nó nói, nó bay cụi xà bây giờ để nó tình yêu hết, nó tình yêu nó lãnh hết đó con. Lạnh hai người cái thằng giết đó, dạ. Nó giết đó đâu phải nó có cái gì nó giết, nạt cái cây nó có bị lớn còn nhỏ hơn cặt cẳng của mày nữa mà đặt thứ là dạ. Thôi hôm nay con đến thăm cụ, con chúc cụ luôn có sức khỏe nha. Cụ biết tiền không cụ? Biết con biết, đâu gì làm thấy được hết trơn. Cha mẹ ha, cha mẹ của mình rồi vợ con cháu cũng mạnh giỏi hết nha con. Bà chúc cho con giàu giàu sức khỏe sống 200 tuổi nha con nha. Con thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho cụ 500.000 đồng để cụ mua sữa đồ uống nha. Sữa thì có rồi, sữa thì nãy con mua bên kia rồi. Rồi bây giờ cái này là cụ cầm để mà mua gạo thóc rồi đó. Lần sau con sẽ xuống thăm cụ nữa nha. Cậu chúc cho con giàu giàu sức khỏe, đừng bỏ cụ nha con. Dạ dạ cụ. Giàu giàu cách mấy đi cụ cũng nữa là niệm Phật cho con mạnh giỏi nha con nha. Con cảm ơn cụ. Con giữ ăn con cho cụ bao nhiêu
500.000 cậu. Con biết bao nhiêu đây mà cái gì không? Để mua thuốc uống. À. Mua thuốc uống con cụ thượng này cụ nhờ thuốc. Gửi ai mua cái bò đêm bờ. Dạ. Bò đêm bờ mà cũng nhờ ơn trên độ nha con. Dạ. Đi cũng nhờ ơn trên độ. Cậu cho bà đi chứ còn nói thiệt với con cuộc đời bây giờ nó khổ lắm. Đừng có nói chuyện cái bến đò này nè con, bến đò này nè. Con không đi, con đi qua mà không biết con rồi nó cũng bắt con nữa, thấy không? Nó cũng kiếm chuyện nữa. Cậu có ở đây cậu về cậu có giấy chứng minh nào không? Trời ơi, cậu có đều đủ hết trơn, con biết làm sao cậu bắt giấy chứng minh không? Bây giờ nè, bà nói số với con số ở trên xã kho của bà đó, phải không? Con nói điện lên chạy nè, có công an xã cháu nó mặn ở chạy nè, thì nghe rồi. Người ta... Cậu quê ở đâu? Quê An Giang luôn. Quê bà hồi trước đó, bà ở Dũng Xà Năng á, con biết ở Dũng Xà Năng mình không? Dũng Xà Năng của Campuchia. Ừ, Dũng Xà Năng Campuchia đó, ở chạy nè, bà ở tại Dũng đó hăng con, bà cũng có phước con ơi, bà làm phước dữ dội. Có nghĩa là cụ được sinh ra ở Campuchia luôn? Ở trên Campuchia luôn, còn con này sinh ở trên Campuchia luôn nè. Dạ. Thôi hôm nay con đến thăm cụ, con chúc cụ luôn có sức khỏe dồi dào nha. Con xin phép cụ con về nha. Thôi con về con nè. Dạ. Dạ cụ giữ này để mua thuốc nha. Dạ, dạ cái này là chú Kim Minh Trần ở Mỹ. Dạ. À, lúc quán vào cái cô kia. Các chú ở bên Mỹ cũng vậy ha, dồi dào sức khỏe hết nha con. Dạ.